Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night, then believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. Hello mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới rồi đây. Như tiêu đề thì trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người bộ sưu tập son mát của mình cũng như swatch và review dòng son mới là MAC Powder Kiss nha. Màu đầu tiên Retro thuộc dòng Satin, dòng này có chất siêu mềm và bơ mịn cực kỳ phù hợp với những bạn muốn dùng son của MAC như môi hay bị khô nẻ nè. Chất son này chứa nhiều dưỡng ẩm giúp môi luôn căng mọng và ẩm mịn, do vậy nên son không hoàn toàn lì 100% mà để lại một lớp khá bóng trên môi. Lớp son Satin này khi sinh hoạt sẽ dây ra rất nhiều và cũng chỉ giữ được tầm 3-4 tiếng nếu không ăn thôi, còn khi ăn uống thông thường son sẽ trôi hoàn toàn luôn. Đây là một màu kiểu tông hồng đỏ đất, không quá nhiều đỏ nên khi đánh lòng môi thì base hồng sẽ rõ hơn, còn khi đánh phun môi thì đỏ tông nâu hẳn luôn. Màu son này không bị hồng đất ngã tím nên rất tây và lạ, lại không hề kén tông da. Những màu như vậy cực hợp tiết trời thu đông luôn đó. Chili là một màu quá nổi tiếng của MAC rồi. Màu cam trái này quá đẹp, quá xuất sắc, chắc chắn mình không cần quảng cáo gì thêm nữa đâu ha. Em này cũng xuất hiện khá nhiều trong các video trước của mình rồi, nên trong video này mình sẽ chỉ nhận xét ngắn gọn về chất son thôi ha. Em này thuộc dòng matte, là dòng có nhiều tông màu đẹp nhất của MAC. Cá nhân mình thích chất son này nhất vì lì vừa phải và cảm giác trên môi rất thoải mái, nhẹ và mềm môi. Đối với mình thì chất son này của MAC là chất son thỏ khá dễ chịu và không gây khô môi. Son sẽ chỉ khô chủ yếu phần trong lòng môi nếu bạn để son quá lâu, tầm hơn 8 tiếng thôi. Son sẽ bền màu và đẹp nhất trong khoảng 4-5 tiếng sau khi đánh son. Khi ăn uống vẫn sẽ bị transfer và cũng sẽ trôi khoảng 80% sau khi ăn. Tuy nhiên độ bám đương nhiên sẽ cao hơn dòng satin của thỏ trước rồi nè. Màu Ruby Woo này chính là màu signature của MAC. Nhắc tới MAC không ai là không biết tới Ruby Woo. Đây từng là thảo son mình cực kỳ mê cách đây 4-5 năm. Tới tận bây giờ thì tông đỏ lạnh classic này vẫn luôn có một vị trí nhất định trong lòng mình. Tông đỏ lạnh này vừa đẹp sang đẹp xịn mà còn làm trắng bật cả da và răng. Lúc edit mình còn bị chói mắt với cái màu đỏ này nữa. Ruby Woo thuộc dòng Retro Matte nên đây là thảo son có chất son đáng sợ nhất vì son siêu khô môi. Khi đánh son kéo trên môi khá rít chứ không hề mướt. Để tầm 2-3 tiếng là môi sẽ khô lại ít nhiều rồi. Tuy nhiên hiệu ứng lì thì siêu lì, không bị dây ra lung tung và cảm giác cũng nhẹ tênh luôn. Tuy nhiên vì dòng này khô môi nên cũng hơi sắc môi một chút. Nếu ai đã trót mê tông đỏ lạnh này rồi thì nên lót nhẹ một lớp son dưỡng để môi được thoải mái hơn nha. Thỏ mình mua là phiên bản đặc biệt nên phần nắp có thiết kế đặc biệt hơn một chút nhưng cũng đẹp mắt phết chứ ha. Nếu Chili là màu son hot nhất trong năm nay thì không thể không nhắc tới màu Marrakesh này. Tông son cam nâu này siêu đẹp và trendy không kém gì Chili. Mình đặc biệt rất thích màu này sau khi biết đến sự có mặt của em ý. Em này siêu hợp cho mùa thu đông luôn. Hot đến mức tất cả các store ở chỗ mình đều hết sạch màu này. Mình phải đợi cả tháng mua được nên video này mới lên trễ vậy đó. Nhưng thật sự là màu son này quá đẹp. Nâu cam trầm vừa trendy vừa lạ. Nếu ai đã thích thỏi Ziggy của Colourpop mà muốn đầu tư vào một thỏi son mid-end có chất lượng tốt hơn thì nên nghĩ thử em Marrakesh này nha. Vì màu của hai em này khá là giống nhau luôn đó. Chỉ khác là chất son của MAC mềm mịn hơn và có phần hơi bóng nhẹ. Còn chất son Matte X của Colourpop thì lì hẳn và có phần hơi khô hơn xíu xíu thôi. Mình sẽ đính thêm phần swatch hai màu kế nhau cho các bạn dễ so sánh nha. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be. Tiếp theo là D for Danger. Em này mình có sở hữu thỏ full size nhưng cũng lâu lắm rồi nên mình đã lạc đâu mất tiêu. Bây giờ vẫn thích nên mình mua lại em mini này thôi. Đối với những người sở hữu nhiều son thì mình cực kỳ thích mua son mini vì thiệt sự mình không bao giờ dùng hết một thỏ son được. Nên mua son mini vừa đỡ phí vừa được dùng màu son mà mình yêu thích. Những thỏ mini mà MAC sản xuất cũng toàn những tông màu hot và trendy thôi. Giá cũng rẻ hơn nữa nên bạn nào giống mình cũng có thể mua mini cho đã phí ha. Em này cũng thuộc dòng matte nên chất son giống thỏ chili.
Màu này là một tông đỏ mật ấm base hồng, cực kỳ đẹp và tôn da. Màu này còn phù hợp với những mùa lạnh nữa nên những bạn có tông da trung bình sáng rất nên thử nha. Còn những bạn da hơi ngăm thì mình không nghĩ các bạn sẽ hợp màu này lắm đâu. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. Tháng vừa rồi Mac đã ra mắt dòng son Powder Kiss có chất son hoàn toàn mới, thì mình đã ra store test màu và tọa ngay 3 màu mình thấy xinh nhất về để chia sẻ và rủ rê chị em mình cùng mua nè. Ngay khi lướt trên môi đường quẹt đầu tiên là mình đã cực kỳ choáng và bất ngờ với chất son siêu mềm và bơ mịn. Lướt trên môi siêu mượt mà bảo mịn luôn. Cảm giác như một thỏi bơ đang tan ra trên môi mình vậy, thật sự thấy siêu thích và mê luôn. Thiết kế thỏi son vẫn giữ nguyên hình dáng viên đạn của MAC, tuy nhiên khác biệt ở chỗ em này lì nguyên khối. Từ phần vỏ son đến đầu son đều cực kỳ lì, nhìn vô cùng thích mắt. Moonlit Over là một màu nút cam đào nhạt, màu này khá nhạt nên nó đánh lồng môi thì không khác gì màu nôi thật cả. Khi đánh phô môi thì màu son sẽ đỏ hơn, tuy nhiên vẫn khá bợt nên cần phải make up kỹ một chút thì diện màu son này mới xinh được. Màu này dù là tông son nude nhưng chất son vẫn không hề bị bột hay khô tí nào đâu. Mình thấy màu này nếu dùng làm base để mix với các màu son đậm hơn thì sẽ cực kỳ xinh luôn đó. Những bạn thích tông son nhẹ nhàng kiểu nuốt ngã cam đào thì chắc sẽ mê này lắm nè. Devoted to Chili là một tông son na ná với màu chili. Nghe tên tôi cũng đã thấy bóng dáng của màu chili ở đây rồi đúng không? Vẫn là tông đỏ cam cháy trendy và nổi bật nên mình sẽ không bàn nhiều về màu nữa mà sẽ để phần so sánh 3 màu chili, Marrakesh và Devoted to Chili cho mọi người dễ lựa chọn hơn nha. Chất son em này tuy lướt lên môi mềm mịn như bơ nhưng lại lì và nhẹ môi lắm luôn. Không bị bóng nhẹ như dòng matte thông thường mà lì đúng như cái tên Powder Kiss, một kiểu lì mịn như được phủ một lớp phấn lên vậy. Chất son này khiến môi mình dễ chịu lắm luôn, nếu không ăn có thể giữ được 5 đến 6 tiếng. Son vẫn sẽ bị dây ra khi ăn uống và sẽ trôi khá nhiều nha. À mà chất son của dòng Powder Kiss này hơi mỏng nên độ lên màu cũng không cao và pigmented được như các dòng khác của MAC. Phải trồng nhiều lớp son lên thì màu mới rõ và chuẩn được. Vẫn là mùi son vani cơ bản của MAC thôi, nhưng khi đánh dòng son mới này mình cảm thấy son có vị ngọt ngọt hay hay. Mọi người để ý khoảng này nha. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. Burning Love là một tông màu cực phù hợp cho tiết trời mùa đông sắp tới. Không biết có ai giống mình không, nhưng cứ tới mùa đông thì mình sẽ tạm bỏ lại những tông son cam đất cam cháy đi, mà sẽ nhường chỗ cho các em son tông đỏ mật đậm ma mị này đây. Cả những tông đỏ rượu đỏ máu nữa. Những tông son đó mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa có không khí lễ hội hẳn ra luôn. Mình biết ở Sài Gòn thời tiết cũng không thay đổi gì nhiều lắm đâu, nhưng nếu các bạn vẫn muốn mình làm video tổng hợp những tông son đỏ mật đỏ rượu thì hãy comment cho mình biết với nha. À và cũng đừng quên subscribe để mình có thêm động lực làm nhiều video mới cho các bạn xem nữa. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang đánh màu Burning Love ở trên môi mình đây. Và bây giờ mình sẽ đi ăn để test thử coi độ bám và lâu trôi của cái son này như thế nào nha. Thì mình chỉ đánh một lớp khá là mỏng thôi, chứ không đánh đậm lắm. Thì đây là kiểu đánh son của mình hàng ngày, cho nên là để xem coi kiểu đánh son này thì son sẽ giữ được trên môi mình trong bao lâu nha.
mình đã tới quán ăn rồi và hôm nay tụi mình đi ăn đồ Thái. Ở đây trời tối lắm luôn, ý là ở đây trong quán đó là đèn tối, nhạc nơi ồn nên có khi các bạn sẽ không nghe được mình nói gì đâu. Đây là mô mình có khi ăn không? Tự dưng bây giờ